Sơn Tùng MTP bị Antefan kêu gọi tẩy chay, chuyện gì đang xảy ra? Cuối năm 2020, với ồn ào tình cảm trà xanh nổi ra và những loạt nghi vấn đạo nhạc bùng nổ đầu năm nay, khiến cho tên tuổi của Sơn Tùng MTP bị ảnh hưởng rất nhiều theo chiều hướng tiêu cực. Lớn nhất gần đây chính là việc MV Chúng Ta Của Hiện Tại của nam ca sĩ gốc Thái Bình đã bị bay màu vì nhận báo cáo bởi nam producer người Anh GC. Tuy hiện tại MV này đã chính thức trở lại YouTube, nhưng nghi vấn đạo nhạc vẫn còn đó và điều này khiến nhiều người không còn tin tưởng. Thậm chí anti-fan đang mở một cuộc kêu gọi hoành tráng nhằm tẩy chay Sơn Tùng MTP. Cụ thể, trên một trang mạng xã hội, một tài khoản đã đăng tải nội dung mang tính chất chỉ trích hành vi được cho là đạo nhạc của giọng ca Có Chắc Yêu Là Đây. Tài khoản này kêu gọi anti-fan chúng ta cùng nhau hỗ trợ, đồng thời còn công khai cho rằng đạo nhạc có tư cách gì mà vênh váo. Ngoài ra, người này cũng gắn những hashtag gồm Friday Livestream, Again Plagiarism, Again Copyrighting Entertainment, Again Sơn Tùng MTP để tẩy chay việc Sơn Tùng MTP xuất hiện tại chương trình livestream sắp tới. Hành động này của tài khoản được cho là anti-fan của nam ca sĩ sinh năm 1994 đang gây ra sự chú ý, đồng thời cũng chứng tỏ việc danh tiếng của Sơn Tùng MTP bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lùm xùm liên tiếp gần đây. Đây không phải là lần đầu tiên từng có thời điểm tin đồn Sơn Tùng MTP bị cả showbiz ghét ra mặt xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Nguyên nhân là vì anh chẳng bao giờ xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ khác, cũng không có mối quan hệ thân thiết với ai. Hầu như người nổi tiếng nào cũng có một hội bạn hay chơi trong nghề, còn Sơn Tùng thì không. Đến cả đám cưới của Trấn Thành, Harry Won, người từng hợp tác với Sơn Tùng trong bộ phim Chàng Trai Năm Ấy cũng không thấy anh chàng xuất hiện. Khán giả vẫn nói với nhau rằng tính cách Sơn Tùng khá lạnh lùng, khép kín. Trên sân khấu anh chàng sôi nổi bao nhiêu thì ngoài đời thường lại ít nói bấy nhiêu. Dẫu vậy, Sơn Tùng vẫn được đánh giá là khá ngoan mỗi khi gặp tiền bối trong nghề. Hình ảnh nam ca sĩ lễ phép cúi chào các đàn anh đàn chị nhiều lần được chia sẻ trên mạng. Vậy ở chiều ngược lại, các ngôi sao trong showbiz có thái độ thế nào khi chạm mặt Sơn Tùng? Mỹ Tâm và Sơn Tùng từng có dịp gặp gỡ trong một chương trình, dù không có bức ảnh cụ thể nào nhưng thông qua chi tiết trước vòng tay, nhiều người phát hiện họa mì tóc nâu rất thân mật với đàn em trong hậu trường. Cụ thể, Mỹ Tâm thân mật nựng má Sơn Tùng, hành động dễ thương này khiến các Sky phát cuồng. Một người sau lớn khác rất gần gũi với Sơn Tùng sau hậu trường là Đàm Vĩnh Hưng. Khi vô tình gặp nhau ở sân bay, cả hai tay bắt mặt mừng chụp ảnh chung rồi chào hỏi. Đàm Vĩnh Hưng còn chia sẻ rằng, anh cũng thích em lắm, rất thích xem em biểu diễn. Một lần khác gặp nhau trong hậu trường khi diễn chung, Mr. Đàm còn ôm lấy Sơn Tùng rồi kết bạn với nhau trên Facebook. Nam thần showbiz Isaac có lẽ là người mà các Sky thích nhất. Anh chính là người chủ động hỏi thăm, bắt chuyện với Sơn Tùng khi cùng tham gia một chương trình trao giải. Khi thấy giọng ca người Thái Bình bơ vơ một mình giữa các gương mặt gạo cội, Isaac đã tiến đến chào hỏi và trò chuyện vui vẻ với anh chàng. Bức ảnh hai anh chàng cười nói thân thiết được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Cũng trong buổi lễ kể trên, phản ứng của Đông Nhi, Nu Phước Thịnh vấp phải tranh cãi từ khán giả. Nhiều người cho rằng Đông Nhi và Nu Phước Thịnh đã bơ Sơn Tùng. Cả hai thậm chí còn không quan tâm khi thấy đàn em chủ động cúi chào tại làn sóng xanh năm 2016. Sự kiện năm đó bị nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, fan của Đông Nhi và Nu Phước Thịnh thì bảo vệ thần tượng, cho rằng fan Sơn Tùng đang làm quá lên. Ngược lại, các Sky lại tỏ rõ thái độ không ưa gì thái độ của bậc tiền bối với giọng ca Hãy Trao Cho Anh. Thu Minh và Sơn Tùng từng có lần cùng làm việc với nhau, bức ảnh hai người trong buổi tổng duyệt được chia sẻ rất nhiều, họ tươi cười trò chuyện và làm việc với nhau dù đó là lần đầu tiên gặp gỡ. Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều fan bất ngờ hơn khi chủ động cầm máy lên chụp ảnh cùng Sơn Tùng tại một sự kiện. Hòa Minzy vốn rất thích Sơn Tùng, nhưng khi được gặp anh chàng ngoài đời, cô chủ động xin chụp ảnh cùng. Cả hai trước đó chẳng quen biết hay thân thiết gì, nhưng lại chụp ảnh rất thân mật. Thu Phương là cái tên đình đám gạo cội trong showbiz, thế nhưng lần đầu gặp Sơn Tùng, cô lại rất phấn khởi, vui vẻ chào hỏi đàn em. Tin đồn Sơn Tùng hay nhạc sĩ Huy Tuấn bất hòa xuất hiện từ lâu và vẫn bỏ ngỏ không có đáp án chính xác. Tuy nhiên, nhìn cách hai người làm việc vui vẻ với nhau thế này thì chắc tất cả đã có câu trả lời. Dù không còn hợp tác với nhau, nhưng mối quan hệ của họ không hề căng thẳng như nhiều người nghĩ. Tùng Dương từng bị các Sky tấn công khi công khai trên sân Tùng làm nhạc kiểu copy. Thế nhưng, khi đứng trên sân khấu cho giải ca sĩ của năm Công Hiến 2015 cho đàn em, anh vẫn tươi cười. Nam ca sĩ cũng khẳng định việc mình phê bình chỉ là muốn Sơn Tùng sáng tạo, đam mê và cống hiến nhiều hơn, từ đó chọn được đường đi riêng cho mình.